Siêu bão Yagi và là cơn bão số 3 trong năm 2024, với cường độ và sức tàn phá được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua. Và từ sự khốc liệt, sự tàn phá và những hậu quả rất lớn để lại, cơn bão số 3 cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác phòng chống thiên tai. Từ vùng đồng bằng ven biển cho đến trung du miền núi là những thiệt hại nặng nề theo đường đi của cơn bão số 3. Lũ lụt, sạt lở đất khi hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng. Những con số thiệt hại ngày càng tăng lên, đặc biệt là số người chết và mất tích. Bão số 3 đã trở thành một thảm họa cho nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Khi bão Yagi tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 của Việt Nam trong năm 2024, thì tỉnh Nghệ An là nằm trong cái vùng ảnh hưởng. Và lúc đó thì hướng đi của cơn bão theo hướng Tây hay là Tây Tây Bắc sẽ quyết định rất nhiều đến cái mức ảnh hưởng của tỉnh ta. Và với cái hướng đi Tây Tây Bắc thì các tỉnh miền Bắc đã phải chịu cái thiệt hại rất nặng nề. Nhưng mà qua cơn bão số 3 thì cũng cho thấy là tỉnh Nghệ An cũng phải có những sự chuẩn bị với cái biến đổi khí hậu với những cơn bão như cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có mưa lớn từ ngày 8 tháng 9. Và đến ngày 11 tháng 9, tuyến đường liên bản từ trung tâm xã vào bản Cha Nga với chiều dài 22 km đã xảy ra hơn 60 điểm sạt lở núi khiến giao thông chia cắt. Nếu mưa lớn trên diện rộng, Kỳ Sơn được xác định có 9 điểm nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ ống, lũ quét ở các xã, đe dọa an toàn cuộc sống của người dân. Việc đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là thường xuyên thông tin kịp thời về tình hình mưa bão đến với nhân dân và đến với chính quyền địa phương, các bản, các xã. Cái thứ hai là chuẩn bị các cái tình huống mà khi mưa bão có xảy ra. Đối với những cái địa bàn mà có khả năng gây mất an toàn cho con người, người dân thì chúng tôi vận động nhân dân di chuyển ra khỏi những cái địa điểm đó và bố trí vào những cái nơi mà đảm bảo cái tính an toàn nhất cho người dân. Đây là phương án mà hàng năm mỗi địa phương đều chuẩn bị cho mùa mưa bão. Các phương án lặp đi lặp lại theo kinh nghiệm nhiều năm. Bản Bùng Sát, xã Châu Khê có 17 hộ với 68 nhân khẩu đang sinh sống trên sườn núi. Ở phía trên ngọn núi đã xuất hiện vết nứt nhiều năm, nhưng do thiếu quỹ đất nên dù đã có kế hoạch, nhưng các hộ dân này vẫn chưa được tái định cư. Hàng năm là mưa lớn, chỉ đạo của Đảng ủy, ủy ban phân công cho thôn bản với công an chốt trực với quân sự. Tất nhiên thôn bản thì cũng rất lo vì sạt lở, xem truyền hình thông tin đầy chúng xem sạt lở thì cũng rất lo. Trên địa bàn huyện hiện nay thì có 5 địa điểm có nguy cơ sạt lở lớn, đặc biệt như các vị trí ở bản Bùng Sát, xã Châu Khê, về xã Chi Khê và các điểm tại bản Mỏi, xã Lục Già và các khu vực mà bị chia cắt cô lập như Khe Nọng, xã Châu Khê. Nhiều mối lo vẫn chưa được giải quyết, trong khi đó bão lũ đang ngày càng khốc liệt hơn. Thực tế hậu quả mà cơn bão số 3 đã và đang gây ra cho các tỉnh phía Bắc đang cho thấy các phương án phòng chống thiên tai chưa theo kịp. Chúng tôi cũng có những cái lo lắng thật sự, bởi vì cái thiên tai thảm họa bây giờ ta phải khẳng định nó khác trước, nó có những cái biến đổi nó không theo một cái quy luật. Do đó thì ví dụ như cái việc mà ngập lụt chẳng hạn, nếu như ngập lụt cục bộ thì địa phương có thể là có những cái biện pháp di dời hoặc là những cái biện pháp mà hỗ trợ người dân. Nhưng có những cái bất ngờ ấy, ví dụ như sạt trượt núi chẳng hạn, rồi là ngập sâu và đặc biệt là nước chảy xiết, thì những cái phương án đó phải nói là khó khăn cho địa phương. Mà cái đó là phải có những cái phương tiện dụng cụ chuyên dùng. Mà phương tiện dụng cụ chuyên dùng thì hiện tại là địa phương và huyện thì đang rất khó khăn. Bốn tại chỗ, ba sẵn sàng là yêu cầu đặt ra cho công tác phòng chống thiên tai. Và rõ ràng các địa phương, các sở ngành, các lực lượng phải sẵn sàng các kịch bản đáp ứng với biến đổi khí hậu. Thì tôi cũng đánh giá cao cái chuẩn bị kịch bản của các địa phương đã được phê duyệt. Nhưng mà trong cái tình hình biến đổi khí hậu một cách bất thường thế này và bão lũ là siêu bão, rồi lũ là với cường độ mưa là bất thường như vậy, vượt tần suất như vậy, thì chúng ta cũng cần đánh giá lại các cái công trình mà súng yếu, các cái điểm sạt lở có thể gây ra lũ ống, lũ quét, rồi các cái điểm mà có thể ảnh hưởng trong quá trình là thiên tai bão lũ để bổ sung vào thì phương án phòng chống thiên tai, rồi là kịch bản là mức độ rủi ro cao hơn
để cho chúng ta có cái phương án là chủ động để thích ứng và với những cái cường độ nó mạnh hơn như vậy. Với sức mạnh và quy mô hiếm có, bão số 3 đã lập nên nhiều kỷ lục về sức tàn phá và là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của những hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, địa hình đa dạng với đầy đủ vùng đồng bằng ven biển, trung du, miền núi và luôn tiềm ẩn các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn.